Rồi Thanh xin chào, thay mặt Tem xin chào tất cả anh chị em và các bạn nha. Thì hôm nay Thanh rất là vui là mình cũng vừa nhận được cái mã pin đó các bạn, của Google Asen nó gửi cho mình một cái mã pin. Thì cái đây cũng là tâm huyết của mình từ bắt đầu làm YouTube tới giờ các bạn. Thành ra là hôm nay thì ăn mừng. Thì cả nhà đây thì anh chị em với cả Tem thì có tổ chức một cái tiệc rượu, cũng như là làm những món ăn ẩm thực để đãi về cái buổi ăn mừng hôm nay. Thì hôm nay vui quá các bạn ơi, tại mình được cái mã pin, tức là được Google xác nhận mình cũng là thành viên của bên YouTube các bạn. Ra mình có làm cái món ở đây là cái này bò gói lá lốt nha các bạn. Ở trong này là mực với thịt nướng, còn này là cái này gà nấu lá chuốt. Đây 10 ngàn vô đây là sẵn chiếc lên. Món ăn ngon mình của gia đình hôm nay nha các bạn. Thì đây cũng tâm huyết của mình, thì mình cũng rất vui nha các bạn. Thì Thanh cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú và anh chị em cũng đồng hành với cái kênh YouTube học hỏi chia sẻ TV của Thanh nha. Thì Thanh xin trân trọng cảm ơn với anh chị em và các bạn đã đồng hành cũng như đăng ký và like theo dõi kênh của Thanh từ bắt đầu làm YouTube tới giờ. Thì rất trân trọng và cảm ơn. Thì hy vọng anh chị em mình tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng với Thanh để giúp đỡ cái kênh YouTube của Thanh được phát triển nhiều hơn nha các bạn. Thì Thanh xin chân thành cảm ơn lần nữa. Bây giờ xin mời cả nhà mình cùng nâng ly với tất cả các bạn một lần đây. Rồi xin mời anh chị em và các bạn mình cùng dùng bữa tiệc hôm nay nha các bạn. Rồi, trong buổi tiệc ngày hôm nay thì Thanh cũng xin giới thiệu luôn là trong đây là thành viên của gia đình không ạ các bạn. Thì cái lớn tuổi ngồi bên đó là má, còn đây là chị hai, chị dâu, đây là ông anh ba, đây là cậu nha các bạn, cậu tên Thật. Đây là Suya bên thẻ. Còn đây là các bạn có nhìn biết anh này chưa? Đây là Tem của mình nha các bạn. Còn bên đây, phía bên đây thì đây là cháu rể. Đó là ông anh hai ruột nha các bạn. Đó là cũng hai đăng cũng trong Tem luôn nha các bạn. Còn đó là đứa cháu dâu. Dâu. Còn đó là đứa hai với đứa cháu dâu với cháu ruột có bầu ngồi bên các bạn. Phải ngồi riêng ra vậy đó, bầu ăn vậy, nhưng phần ăn cho bầu là phải nhiều mới được. Sao có dĩa trong phòng vậy? Hay là mới đây quất hết dĩa rồi? Thôi mời lên đi các bạn. Rồi cả nhà mình cùng ăn nha. Được. Rồi ăn thường đó, ăn người khác rồi đó, mời vô đây ngồi ăn luôn nè. Mày giới thiệu tao, mày tao cũng Tem của mày vậy. Quá là rồi. Bà chị bán phong bì rồi các bạn. Nhưng mà Tem này tệ quá, bắt đi ra ngồi lau dọn dẹp rồi. Đây, chị có hiểm hạ lăng đường này. Thì đại gia đình của mình không các bạn ơi. Nhưng mà có một cái là hôm nay là ngày vui của mình, nhưng mà có một cái là cái caramel thì nó không có các bạn. Thì mình phải đứng quay. Nhưng mà thèm lắm á, chưa có ai mời mình ly nào nha các bạn. Thôi cho xin ly ơi, cái kén ly ơi. Cái ly đâu?
Rồi trước tiên thì cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em và cha mẹ ở đây cũng có cái ủng hộ để cho mình có phát triển kênh lên tự tin mà làm nha các bạn. Thì lúc nào vậy ở quê thì làm YouTube thì nó khó khăn các bạn, nhưng mà cần sự động viên của gia đình thành ra mình mới vượt qua tất cả mình làm được như hôm nay các bạn. Thì rằng cái lương YouTube thì mình cũng chưa lãnh lần nào mà không biết nó là bao nhiêu, nhưng mà đó là cũng động lực để mình phát triển tiếp theo giống như những đàn anh chị đi trước các bạn. Thì Thanh xin mời cả nhà uống một ly bia nha các bạn. Rồi vô. Vô cho cạn luôn coi, bữa nay cho nó vô cho cạn nha, say mới về nha. Mực má nha, không nổi đâu, lấy bỏ lốt về cho má nha. Thùng 230 giờ được 60 ngàn thôi. Vô tôi tính ra bên đây 10 ngàn, bên đây 10 ngàn là 2 chục nè. 2 là 2 cái lận. 2 số luôn. Vậy là đúng rồi, xét nghiệm xong rồi là cái. Là sao? Là sao là sao? Là trên 10 chứ 10 à? Là có biết cái dân tộc gì thì có 10 nó 10 là 10 là 2 chục chứ không phải là 10 á. Mà chắc nó không cho mình lãnh gì đâu. Sao chưa? Không cho. Không cho. Muốn lừa đảo hả? Cái nào cũng vậy. Cụ nó chơi mà bãi rồi đúng không? Trời trời. Nó đóng kiểu vậy đó, 10 là 10 đó. Tại rồi. Trời ơi. Bậy rồi. Bậy gì? Bậy rồi thôi. Cái này khác mình biết khác này. Cái nào giống nhau là có 10 thôi. Cái này vậy hả? Nè, đưa cho cậu uống chụp lại coi. Uống chục hả? Uống hai lon rồi đưa uống chục lại chứ ngày mai là mẻ rồi. Uống cái đâu, cô ta nói chứ uống rồi uống chín. Này hai, thiếu rồi.
là 20 ngàn thôi, lỗ 1 ngàn cũng được rồi. Ê, ê, bỏ rồi, bỏ rồi. 10 ngàn. Thôi, bỏ rồi, dễ nghe lại chẳng. Phải không em, trời nguyên chủ biết ta nói không có. Thôi chừng phải không trời. Có tức là mua mua bây giờ uống ngon hết à. Mua mẹ cháu rồi, bỏ rồi, bỏ rồi, nó có là quan mày vậy. Giờ ra ở nhà kinh doanh này đi. Không, là mẹ cháu rồi. Đúng không? Không phải, coi nữa là cái hạn nó còn không, đọc trên cái hạn nó. Đưa cái lon thông hiếp coi. Đưa cái lon thông hiếp. Mẹ, 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 nhãn phải không, đọc có đọc cũng không. Không, ngày 31 tháng 3 này, ngày 2, ok, còn bao nhiêu lon, còn bao nhiêu. 20 ngàn. Rồi. Lát tới giờ thùng thứ hai nữa. Kể cái thùng của nó cũng còn 10 triệu hơn 10 ngàn. Lát 10 triệu là cậu quen mấy cái mối thịt heo nhiều không? Điện đặt con heo quay vô. Con heo quay là giờ không tính. Quay vô đúng rồi hả? Thánh rồi nè. Đúng rồi. Mời anh chị em và các bạn cùng vô với gia đình mình nha. 1, 2, 3, vô. Vô quá. Nó được 2 triệu rồi. Bây giờ la kiểu gì cũng phải. Bữa nay vui là không có anh Phương được nha các bạn. Quanh người bây giờ cũng đã là anh Phương thì tội đang có công việc gấp quá này lắm, không có thời gian được. Tôi đi làm được, tôi làm được. Trong buổi chuyện ngày hôm nay thì nói chung cũng không chưa vô máy nhưng mà các bạn xem trong buổi tiệc hôm nay mà không có anh Phương thì các bạn cũng thông cảm giùm nha. Thì anh Phương và anh Giang rồi ai cũng có việc kia đó cho các bạn không có tham gia được. Tuy rằng mình cũng có báo rồi. Mình xin chúc mừng cho sẵn mình hát hát rất vui một bản nha các bạn. Thank you.
thay mặt nhà đình của toàn thể nhân dân thì thân xin kết thúc với buổi giới thiệu hôm nay. Thì thân xin cảm ơn anh chị em đã đồng hành theo dõi clip ngày hôm nay, cũng như những anh chị em mà đã ủng hộ và thông tin YouTube mà họ chia sẻ trên kênh của anh. Xin cảm ơn rất nhiều. Đây là cái động lực để phát triển trên nhiều hơn. Thì xin cảm ơn rất là nhiều. Thì hôm nay thì clip có thì trên cái điện thoại mình không có hạn, mình không có thể quay hết được hay không nhận được. Thì xin kết thúc với đây các bạn. Các bạn nào mà thấy cái clip này hay mà hay thì nhớ đăng ký kênh. Bạn nào chưa nhấn thì nhớ nhấn vô để nhận chào đón một lần là cái clip mới của mình đưa ra đây để được xem clip sớm nhất của bạn. Thì cũng biết thì hôm nay vui thật sự là vui để chờ đó là quyết các bạn tâm quyết của mình cái gì vậy đang mơ rồi tâm quyết tràn đầy các bạn. Anh em tất cả xin chào tạm biệt.